Chào quý vị, quý bà con và các nhà đầu tư đang xem trên kênh Nhà Đất Người Tây Nguyên. Hôm nay kênh Nhà Đất chúng em giới thiệu đến quý vị, quý bà con chúng ta một cái lô đất mà nó gần lắm. Lý do tại sao em bảo là nó gần lắm, thứ nhất là nó gần ủy ban trường, chợ, trường học cấp 1, 2 và nó gần quốc lộ. Từ lô đất này mà em đi ra đến đường quốc lộ thì nó chỉ khoảng hơn một cây số. Lô đất này nó bám cái mặt tiền đường, con đường bê tông này là 73 mét mặt tiền đường bê tông này. Và trên đất của chúng ta có một căn nhà cấp 4 rất là xịn sò. Đây, nhà cấp 4 đây này. Rất là to, gia chủ đang ở đây nhá. Lô đất này tổng diện tích là 1,1 hecta. Trên đất là gia chủ trồng 200 cây sầu riêng. Thì trong đó có 150 cây sầu là sầu khủng luôn, sầu là sầu cực khủng. Và từ vị trí lô đất này em đi ra đến con đường liên xã, tức là ở ngoài kia theo phía nối tay em chỉ là dọc đây ra là con đường liên xã. Từ đây ra đó thì em đi mất chừng khoảng 6 đến 70 mét là chúng ta ra đến con đường liên xã. Để em zoom lại bà con xem nhé. Đó, con đường liên xã đấy nhá. Đó, tới đó là con đường liên xã rồi. Lô đất này, ưu điểm của lô đất này là chúng ta có 300 thổ cư. 300 thổ cư nhá. Và nguồn thu của cái lô đất này là vô cùng khủng khiếp. Giá bán thì cũng không rẻ. Đó, giá bán cũng không rẻ nhá. Với cái diện tích đất là 1,1 hecta này mà gia chủ muốn bán cái lô đất này lên tới 4 tỷ rưỡi. Lý do tại sao mà gia chủ lại bán cái giá mà đất mà nó cao như vậy thì bà con phải xem hết cái video này của em thì bà con mới biết được rằng là lý do tại sao chủ bán cái lô đất này giá nó cũng khá là đắt. Đấy, bà con cô bác và chúng ta cứ cân nhắc tài chính của mình, nếu cảm thấy ok thì chúng ta mua lô đất này, quá tuyệt vời luôn. Diện tích đất thì là 1 hectare mốt, thổ cư thì là có 300 thổ cư, sầu riêng thì có 200 cây. 150 cây là sầu rất là to. Nguồn thu của lô đất này vô cùng khủng khiếp. Đó, vị trí lô đất này mà đi ra đến trường, chợ, trường học cấp 1, 2, trung tâm, chợ, búa, bán kính là chỉ có chưa tới 1 cây số, 1 km quay đầu nhá. Còn ra đến đường quốc lộ 14A thì chúng ta đi khoảng hơn 1 cây một xíu, còn đi về đến trung tâm huyện thì mất khoảng 6 đến 7 cây số nhá. Lô đất này cực kỳ tuyệt vời. Mặt tiền đường, con đường bê tông này của chúng ta, đường này là đường ô bàn cờ, thông đi tứ phía khu dân cư, lô đất nằm ngay trong khu dân cư, cực kỳ tuyệt vời. Em có thể gửi vị trí để các bác xem. Và lô đất này gia chủ muốn bán là 4 tỷ rưỡi là giá này, giá của chủ. Các bác, cô chú, anh chị chúng ta ok kết lô này thì điện thoại cho em để em dẫn các bác đến đây gặp chủ nhà, trực tiếp chủ nhà để mà thương lượng xem giá cả, là chủ nhà muốn bán như thế nào nhé. Với cái giá là chủ nhà dứt khoát nói với em thì cái giá đưa ra là 4 tỷ 500 triệu đồng cho lô đất này. Đó. Rồi, mời các bác cùng em theo chân em để chúng ta đi vào lô đất nhé. Với cái ngôi nhà và cái diện tích đất 1 hectare mốt này. Đấy, giá của gia chủ là như thế. Cây sầu riêng đây này. Cây sầu riêng nó giống như là cây cổ thụ ấy. Cây này đến 10 năm chưa ta. Cây này chắc em nghĩ là chắc tầm cỡ khoảng 9 năm. 9 năm tuổi rồi. Đó. Số lượng cây sầu riêng của mình là 200 cây. Diện tích là 1 hectare mốt. Đây này. Cây nào cây đấy bự lắm. Nhà cửa thì như thế này. Đây. Đó. Sân này. Sân rất là to. Đó. Nhà cửa đây. Nhà khóa mất rồi. Em quay trong nhà. Đó. Nhà đấy, phòng khách, hai phòng ngủ, nhà tắm, nhà vệ sinh, bếp. Ở trước nhà của chúng ta có dàn triệu cảnh này. Và đây có cái phía có mái vòm này. Đó. Đây.
vườn sầu riêng. Đó. Đây chúng ta có cái giếng này. Đấy. Cây đây. Cây gia chủ là làm một cái đường ống ống nước, mà ống nước đây này. Khi mà về mùa hè là cái ống nước này nó sẽ phun tóe từ bên trên này, tóe để mà giải nhiệt làm mát cho cây á. Cho nên là cây sầu riêng này không có một tí bệnh nào. Cây nhìn cây nó rất là nực, rất là to. Cây này nhìn rất là khỏe luôn đấy. Từ gốc nhé, từ gốc mà cho đến tới ngọn này không hề có một cái tí gọi là bệnh nấm, hay là không có một tí nấm hay tí bệnh gì cả. Cây rất là khỏe, cực kỳ là nực. Đó. Nhìn cây rất là nực đấy. Hệ thống nước tưới thì tự động như thế này. Này, hệ thống nước tưới tự động này. Đấy, thấy chưa? Đó. Mặt đất thì bằng, không hề, gia chủ không hề làm bồn, không làm bồn làm biết gì. Và mỗi một gốc cây là ba cái tưới ống tưới tự động đấy. Và cái cây nào ông chủ cũng làm một cái ống tiếp như thế này, ống tiếp để ống tiếp sắt này. Đó. Cây rất là to, cây nào cũng rất là nực này. Cây rất là nực luôn, bằng nước tưới là ba bếp phun tự động, có cả làm cả hệ thống chắn gió này, đỡ gió. Đó. Một vườn sầu riêng khủng nhất từ trước đến nay. Có 100 cây, 150 cây to là như thế này. Cây này nếu mà chúng ta làm tốt phải 3 tạ quả một cây. Cỡ phải 3 tạ quả. Cây này rất là nực. Thân cây, em quay rõ thân cây cho bà con mình xem là không hề có bất cứ một cái gì gọi là sâu bệnh hay là nấm niếc gì cả. Đây này. Gốc thì như gốc cây cổ thụ. Chúng ta quay lên. Đó, thấy chưa? Lên tới trên này là gia chủ là cắt ngọn rồi này. Đấy. Cực kỳ tuyệt vời. Đây là hàng chắn gió này. Hàng chắn gió này toàn bằng tiếp sắt không? Đấy. Bá hàng chắn gió như vậy. Cái cây nào là cũng có một tiếp sắt để mà tức là trái nó sai đến mức độ là nó chĩu cành xuống thì gia chủ là cắm một cái ống sắt như thế này và buộc cành để mà treo cành lên để đỡ quả nhá. Quả nó sai, nó nặng quá là gia chủ treo cành. Lô đất này có 300 thổ cư. Đấy. 150 cây lớn. Vị trí lô đất này đắc địa, ra đến đường quốc lộ của chúng ta là chỉ có 1,5 cây số là ra đến đường quốc lộ rồi. Đó. Mặt tiền đường là 73 mét mặt tiền đường. Phân thì ông chủ ông mua phân về ủ sẵn như thế này. Đấy, mua phân về ủ sẵn và chỉ việc là bỏ cho cây, bón cho cây trồng. Đấy. Bón phân cho cây trồng. Đây là phân này. Phân này, còn cây này. Đó.
không có một cái cây nào mà có hiện tượng là nấm bệnh hay là hay là sâu hay là cây rất là nực luôn, cây cực kỳ là nực, nhìn cây quá tốt. Thân cây nào cũng như thân cây nào. Không hề có nấm bệnh gì cả. Không hề có sâu riếc gì. Giá bán 4 tỷ rưỡi cho cái lô đất này. Vườn sầu riêng VIP quá VIP. Nhà cửa bồn nước, bình nước nóng, bình nước nóng năng lượng mặt trời có sẵn này. Chúng ta chỉ việc về việc ở và thu hoạch thôi. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nhé. Thân ái chào tạm biệt quý vị, quý bà con và các nhà đầu tư đã xem kênh YouTube của em. Và yêu mến em thì cho em xin một like và một đăng ký kênh nhé. Thân ái chào tạm biệt quý vị và bà con ạ.